Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Đức ngày 8 tháng 7 đã tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 140 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Hàn-Đức tại nhà hát Concert House tại thủ đô Berlin của Đức. Chương trình này có sự tham gia của dàn hợp xướng thiếu nhi và thanh niên Dortmund, được dẫn dắt bởi nhạc trưởng người Hàn Quốc trong Nare. Dàn hợp xướng này đã giành giải quán quân trong cuộc thi hợp xướng tại Đức trong năm nay bằng ca khúc tiếng Hàn. Được biết, các thành viên trong dàn hợp xướng đã luyện tập các bài hát truyền thống của Hàn Quốc trong vòng một năm để chuẩn bị cho đêm biểu diễn. Nhạc trưởng trong Nare chia sẻ, dàn hợp sướng đã chuẩn bị các ca khúc truyền thống của Hàn Quốc và Đức vì đây là lễ kỷ niệm 140 năm thành lập mối quan hệ ngoại giao hai nước với mục đích kết nối văn hóa nghệ thuật song phương cùng hòa thành một trong buổi biểu diễn lần này. Đêm nhạc này là một trong những sự kiện lớn của chuỗi sự kiện văn hóa đa dạng được tổ chức tại Hàn Quốc và Đức nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao song phương. Chương trình biểu diễn âm nhạc mang chủ đề Con đường cùng bước có sự tham gia của khoảng 100 ca sĩ và nhạc sĩ đến từ hai nước. Phần đầu của buổi biểu diễn là liên khúc các bài dân ca Hàn Đức được thực hiện bởi dàn hợp xướng thiếu nhi và thanh thiếu niên Rodmon cùng với ca nhạc khúc nhạc kịch và jazz. Liên khúc bài hát dân ca được điệm nhạc bởi nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc như đàn tranh 12 dây, Kayagum, chống phong yêu Changgu bên cạnh các nhạc cụ truyền thống phương Tây tạo nên sự hòa hợp tinh tế và đầy sức hút của âm nhạc Đông Tây. Phần tiếp theo là những ca khúc truyền thống của Hàn Quốc do các ca sĩ thanh nhạc thể hiện trên nền nhạc từ dàn giao hưởng Kammer của Đức. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Đức Yang sang Kun cho biết lễ biểu diễn này đã thu hút được nhiều sự quan tâm, lượng vé cháy sạch từ 5 ngày trước đêm diễn. Đêm diễn dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã kết thúc với điệu dân ca truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc là Arirang, với sự trình diễn của toàn bộ các nghệ sĩ tham gia và nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả.